John Jomsale gây chú ý khi vào vai cô gái mồ côi Young Suk có cuộc đời bi thảm trong phim The Call, phát hành trực tuyến cuối tháng 11. Ban đầu, nhân vật là nạn nhân nhưng sau đó dần bị tha hóa, điên loạn và ác độc, biến thành nhân vật phản diện chính của bộ phim. Tờ Decider đánh giá Jomsale là điểm sáng nhất của bộ phim. Cô ấy đưa khán giả từ cảm thông đến ghê tởm và sợ hãi với nhân vật. Vai diễn kiểu này dễ bị thể hiện theo cách châm biếm và mất đi sức mạnh. Tuy nhiên, Jomsale biết khi nào cần tiết chế, khi nào cần đẩy lên đỉnh điểm. John Jomsale cũng là một trong số ít những gương mặt đình đám nhưng không hề sử dụng mạng xã hội. Thay vào đó, mọi thông tin về cô đều là do công ty quản lý đăng tải. Nàng có lối sống kín tiếng, chỉ xuất hiện ở những sự kiện quảng bá càng khiến khán giả phải tò mò. Bị đuổi học vì đam mê đóng phim. John Jomsale sinh ngày 5 tháng 7 năm 1994, một cựu giải chính hiệu, là con một trong gia đình. Cô chuyển đến Canada sinh sống từ khi còn nhỏ và học đến cấp 2 tại đất nước này. Sau đó, John Jomsale quay trở lại Hàn Quốc để học trường cấp 3 nghệ thuật Anyang. Nữ diễn viên tiếp tục theo đuổi môn nghệ thuật thứ 7 khi theo học tại Đại học Sejong danh giá chuyên ngành phim ảnh. Dẫu vậy, vì đam mê tự do đóng phim quá lớn, John Jomsale đã bị đuổi học khỏi trường. Từ đó, cô trở thành diễn viên tự do. Vai diễn đầu tay đã hở bạo hút hồn. Năm 2017, với sự hậu thuẫn của công ty quản lý mới gia nhập, John Jomsale tham gia thử vai cho tác phẩm Burning của đạo diễn Lee Chang-dong. Mặc dù chưa hề có kinh nghiệm diễn xuất hay hoạt động gì trong showbiz, cô gái trẻ khi ấy 23 tuổi đã nhanh chóng có được cái gật đầu của đạo diễn sau buổi thử vai đầu tiên, sóng sánh cùng những cái tên là Yoo Ah-in và Steven Yeun trong phim. Về sau, John Jomsale đã chia sẻ rằng cô không hề có ý định nộp CV cho Burning vì nghĩ bản thân sẽ không có cơ hội. Thế nhưng màn thử vai quá xuất sắc đã hớp hồn đạo diễn Lee Chang-dong và khiến ông phải nức nở khen ngợi. Khi tôi thấy John Jomsale, cô ấy vương vấn nét ngây thơ non trẻ, nhưng cùng lúc cũng mang đến cảm giác như có điều gì đó đang song hành bên cạnh vẻ ngoài non nớt ấy. Vậy nên tôi nghĩ cô ấy sẽ mang lại sự hiện diện cho nhân vật chính Hemi, thể hiện được nội tâm sâu sắc. Trong phim, John Jomsale vào vai Shin Ha-mi, cô gái trẻ có phần thờ ơ với cuộc sống, căm ghét sự tham lam trong xã hội. Lần đầu đóng phim, John Jomsale có nhiều cảnh táo bạo như khỏa thân hay quan hệ tình dục. Phần cảnh ấn tượng nhất phim của Jomsale là khi cô sử dụng chất kích thích, sau đó cởi áo và nhảy múa giữa cánh đồng trong buổi chiều tà trước sự chứng kiến của hai người bạn nam. Cây viết của iFan nhận định, một trong những đoạn phim đẹp nhất tôi được xem những năm gần đây. Jomsale cởi bỏ từng lớp váy áo vừa nhảy vừa khóc. Người xem cảm nhận được sự cô độc bơ vơ của cô ấy nhưng không thể chạm vào, chỉ có thể đứng bên thở dài và thương cảm. Đạo diễn Lee Chang-dong cho biết, dù cảnh nhảy múa có trong kịch bản, John Jomsale không tập luyện mà thực hiện các động tác một cách ngẫu hứng. Tờ Vogue nhận xét, Jomsale tỏa sáng rực rỡ trong vai diễn đầu tay, đặc biệt ở đoạn nhảy múa theo nhạc Miles Davis lu mờ những bạn diễn nam. Tháng 5 năm 2018, nàng lần đầu bước lên thảm đỏ liên hoan phim Cannes khi Burning công chiếu. Tác phẩm nhận về những ca tụng từ khắp thế giới khi trở thành phim Hàn Quốc đầu tiên lọt top 9 phim cân nhắc đề cử cho phim tiếng nước ngoài hay nhất của giải Oscar thứ 91. Cũng nhờ Burning, John Jomsale thắng giải nghệ sĩ mới xuất sắc nhất của Hiệp hội phê bình phim châu Á năm 2019. Trước đó, trang Hollywood Reporter đã để tên của cô trong danh sách 15 tài năng bứt phá của thế giới. Màn hóa thân thành sát thủ điên loạn chiếm sóng Park Shin-hee. Hành trình của John Jomsale có thể được tóm gọn trong một câu, ít mà chất. 2 năm sau thành công rực rỡ của Burning, cô nàng mới có tác phẩm tiếp theo, chính là phim kinh dị giật gân The Call. Ở tác phẩm này, nữ diễn viên trẻ tiếp tục xử lý một nhân vật phức tạp, điên cuồng và dần dà trở thành sát nhân máu lạnh. The Call vốn được quảng bá mạnh mẽ với nữ chính Park Shin-hee là tâm điểm, thế nhưng khi phim chiếu thì mọi ánh nhìn lại đổ về John Jomsale. Nàng xuất hiện có phần mờ nhạt, nhưng từng bước thâu tóm được cả cảm xúc người xem, cho dù từ cách nhả những câu thoại tức tối hay thậm chí chỉ là cắn thật ngọt quả dâu tây. Trong mọi hành động, John Jomsale cho dù còn giữ nét mộc mạc và non nớt trên gương mặt thì vẫn luôn đặt khán giả vào trạng thái bồn chồn, ngờ vực và kinh hãi. Diễn xuất này sau đó được nhiều người so sánh với Christian Bale hay Jack Nicholson trong những bom tấn kinh dị nổi tiếng như American Psycho và The Shining. Hóa thân nhân vật rơi vào hai hoàn cảnh đối lập, con mồi và kẻ săn mồi, Jomsale bộc lộ sự đa dạng về diễn xuất. Ở nửa đầu phim, nhân vật Jomsale hiện lên đáng thương khi trải qua loạt bi kịch.
cô là nạn nhân của bà mẹ nuôi Cuồng Tín, luôn bị đánh đập và hành hạ. Tuy nhiên cô vẫn toát lên sự ngây thơ qua giọng và cách nói chuyện tinh nghịch. Ở hoàn cảnh khốn cùng, cô giúp đỡ nữ chính Kim Seong-yeon, Park Shin-hee đóng, đoàn tụ với gia đình trong khi bản thân chưa từng được trải nghiệm cảm xúc đó. Ở nửa sau, khi những bi kịch bị đẩy đến đỉnh điểm, Yong-suk trở thành kẻ giết người hàng loạt và tìm Kim Seo-yoon trả thù. Phần đoạn cũng là lúc Yeon Yong-seo chiếm trọn vẹn sự chú ý của khán giả, khiến vai chính của Park Shin-hee bị lu mờ. Cô thể hiện diện mạo sát nhân máu lạnh một cách sống động, với nụ cười điên loạn và đôi mắt đầy căm phẫn. Trên các diễn đàn điện ảnh, nhiều khán giả so sánh vai của Yoon Yong-seo với những nhân vật sát nhân nổi tiếng của Hollywood như Patrick Bateman, Kristen Bell trong American Psycho hay Jack Torrance, Jack Nicholson trong The Shining. Với The Call, đạo diễn Lee Chung-hyun, 30 tuổi, tạo cho Yong-seo nhiều phân cảnh để thỏa sức bộc lộ các phẩm chất diễn xuất. Diễn viên có đất thể hiện các kỹ năng diễn thoại qua những cuộc gọi, lột tả nội tâm nhân vật ở những góc quay cận cảnh hay diễn hành động ở những cảnh rượt đuổi xô xát. Nhân vật Yong-suk cũng bị đẩy vào loạt tình tiết đa dạng như bị tra tấn, phản bội hay hành hạ người khác. Tất cả giúp Yong-seo đem đến một nhân vật ấn tượng và nhiều cung bậc cảm xúc cho người xem. Cú bật nhảy mạnh mẽ của nàng quái nữ tới kinh đô điện ảnh thế giới. Trước thông tin Hàn Quốc đang làm phiên bản remake của series bom tấn Money Heist, nhiều thông tin cho rằng Yoon Yong-seo đang trong quá trình thảo luận để vào vai nữ chính Tokyo, lại một vai diễn vô cùng mạnh bạo và điên cuồng khác. Tương lai của cô nàng quái nữ xứ Hàn sẽ còn mở rộng khi cô sở hữu cả khả năng diễn xuất lẫn ngoại ngữ. Sau vai diễn đầu tay tại Hàn Quốc, Yoon Yong-seo lọt vào mắt xanh của nữ đạo diễn Anna Lily Amirpour và được mời thử vai trong dự án Mona Lisa and the Blood Moon. Cô lập tức chinh phục nhà làm phim người Mỹ với vai một bệnh nhân bất ổn tâm lý, đóng cùng minh tinh Kate Hudson. Amirpour ví Yong-seo như một chiến binh trên phim trường bởi sự mạnh mẽ cô thể hiện trong mỗi lần xuất hiện. Bộ phim hiện trong khâu hậu kỳ, vai diễn hứa hẹn là bàn đạp để Yoon Yong-seo thể hiện khả năng và vươn ra thị trường quốc tế.